ba đi. Vô. Lại nữa. Đã quay đi. Lấy nè. Ba lên. 1. 2. 3. Vô. 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 Chào các bạn. Hôm nay là được ông anh mời đi xuống để gác cây dùm cây đàn dông nhà ông anh đang sai các bạn. Thì công trình nhà ông anh sai cũng đã gần xong rồi. Thì nhà này là sai một tấm và dự tính khoảng 700 triệu các bạn ơi. Thì hôm nay trời rất là mưa to. Thì đã cúng và gác đàn dông coi như đã xong hoàn tất các bạn. Và ông anh cũng làm một số món á, mời một số bạn bè đến để chia vui cùng với gia đình. Thì mồi cũng đã đang chuẩn bị và cũng đang chờ người. Bia thì mới lấy về một thùng. Chắc hôm nay trời mưa cũng không xa không về các bạn ơi. Mồi đang múc ra tô các bạn. Sẽ làm con nồi hầm hai con gà. Và trong đây là có thợ chủ thầu, thợ sắt, thợ sơn. Có thợ bên kia là ông anh Thảo đang chia mồi ra các bạn. Ông anh này vui tính lắm, chia mồi là phải đồng đều, chứ không đồng đều là tí nữa là choảng nhau các bạn ơi. Mồi cũng đây là tô gà này, tô súp gà các bạn. Đây là ông anh mà cô đang là ông thầy giáo. Lần đầu tiên gặp anh đây. Của ông anh cũng mời tới chơi các bạn. Giờ đang lấy bia ra này. Về rồi. Em chỉ là người khách qua đường thôi anh ơi. Chỗ nào có nhậu thì có em. Dạ là phó thầu mà. Giờ thầu về đâu không là nhà những em là nhau. Nghe. Giờ anh là anh đại diện em ở đây, anh không cho về. Nhậu thì đơn giản thôi các bạn ơi, tại vì nhà làm chưa xong á, cho nên trải tấm đệm ra thôi. Đang chia muối mồi. Trời hôm nay mưa lớn lắm, gác đằng dông mưa lớn thì chắc chủ nhà này làm ăn phát đạt lắm các bạn. Bây giờ mình đang rút bia đây nha. Rút bia để chúc chủ nhà đây. Chúc chủ nhà là tấn tài tấn lộc. Thôi bây giờ mời anh em ta mà rút. Rút vào ly, nâng ly đi. Chủ nhà đó rồi. Ông anh chủ nhà đang mặc áo thun màu xanh đó các bạn ơi. Đó, đang lấy đá đó. Ông anh này vui tính lắm. Giăng nhậu các bạn. Mấy clip vừa rồi các bạn thấy mình vòng ảnh nhậu với ảnh nhậu đó. Sáng giờ sáng về giác ai thì sáng lên một trời thấy tậu không trong mưa đó. Ngồi ban đêm hơn anh nhậu không? 1, 2, 3, go. Bây giờ sáng lên để chủ nhà mới vui nhá. Gác đằng đông mà trời mưa là chủ nhà này làm ăn tốt lắm.
tốt lắm. Làm ăn hơn năm giờ mà tốt lắm, rõ chứ làm được tốt. Hôm nay là nó dùng trời cũng đẹp, mưa to. Đi từ nhà xuống nhà ông Minh là 25 cây số thôi, cũng gần các bạn. Nó đối diện là thời sắc các bạn. Thời sắc này các bạn cũng gặp rồi. Nhậu đêm tối bữa trước. Ôi, đối diện là anh Thảo mặc áo xanh đấy. Và bên cạnh đó là anh thợ thạch cao. Lâu ngày khỏe không chú? Mời các bạn cùng vô nghe. Mưa này là khỏe đấy. Cùng nhau nghe. Mấy tháng rồi chú cháu mới gặp nhau thì dạ, rồi thầy mời chú chúc chú sức khỏe nha. Dạ, chúc anh em sức khỏe nha. Chúng ta vô tí nữa đi. Đang nhậu trên chú Thao các bạn ơi. Không, đâu. Trời này trời nắng á, thì làm trong ngồi trong mưa làm trong nhà mới hợp anh. Mưa làm trong nhà chứ. Trời mưa nhà này là làm tốt mới chứ anh. Giờ anh em tổng giám đốc công ty giờ vừa nhậu vừa chờ chủ thầu các bạn. Tại vì tiệc này là chủ thầu rất quan trọng, trong đó có thợ sắt nè, thợ sơn, thợ thạch cao. Thì để thành công và để làm cho ngôi nhà nó đẹp và nó bắt mắt nghiêm chỉnh thì phải cần các anh thợ. Và tí nữa thợ hồ chú Thảo đang bận các bạn. Tí nữa chú Thảo mới đến. Trời ngoài trời thì vẫn đang mưa lớn. Nem thì vẫn đang li riu được mấy lon không? Các bạn ơi, vào li riu với mình các bạn ơi. Ba lon hả? Rồi con. Nói với các bạn với mình thì nhậu uống bia ít lắm, uống vài lon thôi, nhưng mà cái là ham vui. Cho nên anh em rất là khi nào nhậu thì cũng điện mình. Tính hòa đồng mà ham vui cho nên lúc nào cũng được nhậu các bạn. Có lúc nhậu về á các bạn à, gặp công an á thì phải mất tiền thôi các bạn. Mà đây làm mấy tấm mà uống bia rồi mà. Nhưng mà nói thật chứ mình cũng hên nhậu về chưa gặp công an bao giờ các bạn. Nói chung là bữa nào các bạn ơi, bây giờ là chủ thầu đã đến rồi các bạn. Chủ thầu đang ngồi đối diện các bạn. Đây là nói chung đường nào anh này năm nay là 45 tuổi này. Nhậu anh nhận nhiều công trình lắm các bạn. Luôn con vô hơi lâu chút cũng lần là chục công trình đó. Nhưng anh này làm nhà rất là có tâm, nhất là làm anh làm nhà có tâm và làm nhà rất là đẹp, mẫu mã chắc chắn, cho nên là được giới thiệu cho nên anh làm rất nhiều các bạn. Và bây giờ thì buổi tiệc thì cũng không đủ đâu các bạn. Có anh chủ thầu nè, thợ sắt nè, thợ sơn nè, thợ thạch cao nè. Rồi bây giờ
mời các bạn cùng nâng ly với mình nha. Để uống ly rượu, ly bia cho vui. Để cho chúc mừng anh chủ nhà bao nhiêu năm vợ chồng đã dành dụm, bây giờ xây được cái ngôi nhà như thế này. Thì nói chung thì ai cũng mừng hết các bạn. Thì trong cuộc đời các bạn nè, ai cũng có một ước mơ xây dựng gia đình, rồi công việc ổn định, rồi làm nhà làm cửa. Thì ước mơ của anh bạn của mình cũng đã, bây giờ cũng đã thành hiện thực rồi các bạn ạ. Rồi các bạn mình các bạn theo dõi cho vui nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái này cũng quay cũng đổ hồ vậy gì đó. Bác thì đâu có. Là nếu mà ngày xưa đấy đổ là chỗ này. Giờ giờ là cái ông chủ lên ông đổ thôi hồ đầu tiên luôn á, ở quê mình á. Chọn ví dụ anh là chủ nhà, hôm nay là đổ cái máy cũng tên cùng á, là chọn lúc giờ tốt là anh nên đổ 2-3 cái hồ xong là bắt đầu chọn lại. Giờ tại sao ở quê 12 giờ trưa cần cảnh á mà đi đổ bê tông, ta không phải đâu, ta đổ rồi nặng. Mà trời mưa tí sáng nay luôn, mưa tầm mưa bão hai cây trên đi luôn mà dưới là sân giờ đi có bay thằng em tôi năm ngoái là 12 giờ đêm á không lạnh quá mà bắt được đêm 11 giờ cái này còn nhiều mở cái này đang ngắt mấy nhà còn ngắt nhiều đấy không ai nhớ đang rung về cái bên nhà cái kia mà Yeah.